mà lượng mật của nó là rất ít và rất hiếm ạ. Một năm chỉ thu hoạch được khoảng 1 kg mật ong đối với cái tổ ong này thôi nhé gia đình mình. Yeah. Và tổ ong người này thì đặc biệt hơn này. Nữa là thành viên nào thường hay bị viêm rết dạ dày. Mình dùng tổ ong người này để bảo chế làm bo bo để chữa bệnh viêm rết dạ dày rất tốt ha. À gia đình mình nhé. Đây là được gọi là loài ong người. Mình à, ong nhỏ nhất thế giới. À con thanh niên này chưa nhìn thấy con ong chưa bao giờ, mình đi xem con ong